Hello mọi người, ngày hôm nay Vân sẽ chia sẻ cho mọi người phương pháp làm trắng da tại nhà cực kỳ là hiệu quả luôn nha. Thì đây chính là em tắm trắng hồng sâm đến từ nhà Wow Cosmetics. Em này là một trong những sản phẩm mà Phương Anh tâm đắc nhất trong thời gian gần đây. Thì ngay bây giờ Phương Anh sẽ test thử cho mọi người xem nha. Trong một hộp như thế này thì sẽ gồm 3 gói nha mọi người. Gói nhỏ là gói tẩy tế bào chết cho núi lửa, 2 gói lớn là gói tắm trắng hồng sâm. Thì đầu tiên Phương Anh sẽ dùng gói tẩy tế bào chết cho núi lửa để làm sạch làn da, để khi sử dụng tắm trắng thì có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần làm ướt da, lau khô và dùng gói tẩy tế bào chết thoa đều và massage nhẹ nhàng 5 phút để loại bỏ được cặn bã, chất nhờn, các tế bào sừng lâu ngày trên bề mặt da. Sau đó thì tắm lại bằng nước sạch và lau khô. Và sau cái bước tẩy tế bào chết thì bây giờ Phương Anh sẽ dùng tới gói tắm trắng hồng sâm này, thoa đều và massage trong tầm 5 phút để kem thẩm thấu. Và sẽ tiếp tục ủ thêm 15 phút. Với những bạn nào mà có làn da ngăm đen, chai lì thì có thể ủ trong tầm 20-30 phút và sau đó tắm lại bằng nước sạch và lau khô. Và thêm một điều mà làm Phương Anh cực kỳ mê cái em này, đó chính là cái mùi của em nó rất là thơm luôn đó mọi người. Mà sau khi tắm xong thì vẫn có lưu hương trên cơ thể. Từ khi mà có cái tắm trắng hồng sâm này thì Phương Anh không cần phải dùng tới nước hoa được luôn á mọi người. Bởi vì khi tắm xong thì mùi cơ thể cũng đang rất là thơm rồi. Và đã sau 5 phút rồi thì bây giờ Phương Anh sẽ rửa lại với nước sạch và cho mọi người xem được sự khác biệt rõ rệt nha. Thì đây mọi người cũng có thể thấy là làn da của Phương Anh bật tông rõ rệt luôn. Và bên cạnh đó thì còn mướt và mịn màng hơn rất là nhiều. Quả thực là cái em tắm trắng hồng sâm này hiệu quả tức thì luôn đó mọi người. Phải nói là siêu ưng cái em này luôn. Các chị em hãy sử dụng em này thật là đều đặn để đạt được cái hiệu quả tốt nhất nha. Và Phương Anh mong rằng là mọi người sẽ thử sử dụng và trải nghiệm cái em tắm trắng hồng sâm này của nhà Wow Cosmetics để có được một làn da thật là trắng hồng mịn màng và ai cũng mê nha.